Xin chào các bạn, chấm quay trở lại với kênh YouTube của VN Review. Như các bạn có thể thấy ở trên màn hình thì đây chính là giao diện mới của Facebook, mạng xã hội sử dụng phổ biến cực kỳ luôn ở trên toàn thế giới. Và ở Việt Nam thì chắc chắn là không ai có thể thiếu được một cái tài khoản Facebook được không nào. Và như các bạn đang thấy thì đây chính là giao diện mới của Facebook. Trong thời gian gần đây thì Facebook đang dần bắt buộc người dùng phải sử dụng cái giao diện mới này. Trước đây khi mà thử nghiệm ấy thì họ cho phép chúng ta có một cái nút ở phía trên này để có thể là quay trở về được cái giao diện cũ. Nhưng tuy nhiên thì có vẻ như đây sẽ là một cái phiên bản chính thức của Facebook rồi, và họ sẽ không cho chúng ta có bất cứ một cái nút nào để có thể quay trở về cái giao diện cũ nữa. Tuy nhiên, nếu như những bạn nào mà vẫn chưa quen được với cái giao diện mới này của Facebook và muốn quay về với cái giao diện cũ ấy, thì chúng ta hoàn toàn vẫn có thể có được cái giao diện cũ ở trên Facebook của chúng ta. Và các bạn cần phải làm như thế nào? Và ngay trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta có thể là quay trở về với cái giao diện cũ của Facebook. Nhưng mà cái cách này thì nó sẽ chỉ có thể sử dụng được ở trên Google Chrome thôi các bạn nhé. Khi mà các bạn sử dụng trình duyệt Google Chrome thì chúng ta có thể quay về được cái giao diện cũ. Và cái cách mà chúng ta có thể quay về thì đầu tiên các bạn sẽ vào cho mình cửa hàng Chrome trực tuyến này. Sau đó các bạn tìm một cái tiện ích, nó có tên là O Layout for Facebook. Và nếu như các bạn cần thì mình cũng sẽ để nó luôn ở phía dưới phần mô tả của video này. Đó, thì rất là tiện, các bạn sẽ chỉ cần click vào cái đường link đó và sẽ ra được luôn cái phần trang web này đây. Sau khi mà đã vào được cái trang web này thì các bạn có thể cài đặt cái tiện ích này vào Google Chrome. Ở đây thì mình đã cài sẵn rồi thì nó sẽ có ở trên này đây. Đó, đây là cái phần tiện ích này. Thì các bạn có thể bật cái phần O Layout for Facebook này lên. Các bạn ấn vào đây thì nó sẽ hiện ra một cái bảng chọn như thế này. Ở đây sẽ có hai phần, một phần là Enable, một phần là Disable. Khi mà các bạn muốn chọn về cái giao diện cũ của Facebook khi mà sử dụng cái trình duyệt này, đó, thì các bạn hoàn toàn có thể là chọn vào đây, sau đó thì bật Enable lên các bạn nhé. Khi mà đã bật Enable xong rồi thì việc của chúng ta cần làm đó là refresh lại cái trang Facebook này. Đó, và ngay lập tức nó sẽ trở về cái giao diện cũ của chúng ta như các bạn có thể đang thấy ở đây. Đó, nhìn nó rất là quen thuộc đúng không nào? Và thực sự thì với cá nhân mình ấy, thì mình sẽ luôn luôn để cái giao diện cũ này trong trường hợp khi còn có thể, chứ không lựa chọn đến cái phiên bản giao diện mới. Nhìn nó tương đối là rối mắt và mình thực sự là có thể nói là vẫn chưa quen với cả cái giao diện mới đó. Nên là mình sẽ luôn luôn sử dụng cái giao diện cũ này. Và dành cho những bạn nào mà thích cái giao diện mới hơn thì chúng ta hoàn toàn có thể quay trở về cái giao diện cũ bằng cách là chọn vào phần Disable ở đây. Đó, sau đó thì Refresh. Như vậy là chúng ta đã lại quay trở về với cái giao diện cũ rồi đúng không nào? Các bạn lưu ý rằng là khi mà chúng ta chọn ở đây nhá, các bạn vào Enable này để quay về giao diện cũ ấy, nếu như các bạn ấn vào cái phần chữ Facebook ở đây ấy, thì nó sẽ không thể nào mà quay về giao diện cũ được đâu. Vì thực tế ra các bạn sẽ phải refresh lại cái đường link, đường dẫn ấy. Tức là chúng ta sẽ phải đi đến đường dẫn đó lại một lần nữa. Còn khi mà các bạn ấn vào cái biểu tượng Facebook ở đây thì thực tế ra ấy, nó chỉ là cái bước để chúng ta có thể là refresh lại cái bảng tin của Facebook mà thôi. Đó, nên là các bạn hãy refresh lại, ấn F5 các bạn nhé. Đó, ok, thì đó là cái cách để chúng ta có thể quay trở lại với giao diện Facebook cũ một cách có tương đối đơn giản. Hy vọng là video này sẽ giúp ích cho các bạn. Và nếu như cảm thấy video này hay thì hãy bấm like, share video, subscribe kênh YouTube để ủng hộ bọn mình nhé. Bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.